đỡ của tôi đâu. Nào, Nikki. Tôi cần nghỉ ngơi trước khi tôi bay đi. Yeah. Ok, chúng ta cần mua vé. Ok. Cool. Thật tuyệt. Yeah. Mẹ ơi, tạm biệt. Mẹ nghĩ nó quá nhỏ với các con. Hãy tìm một cái khác đi con. Ok. Không, nó quá ướt. Yeah. Là của em. Không, nó là tên lửa của anh. Xin chào, xin chào. Đã sẵn sàng chưa? Dạ. Mẹ cũng vậy. Nikki, em sẵn sàng chưa? Vâng, vâng. Tạm biệt. Flash, đi nào. Con có muốn cái này không? Dạ, dạ. Wow, tên lửa quá là bự luôn và. Yeah. Cho ba xem nào. Wow, siêu ngầu luôn và. Bây giờ sao nó nhỏ thế nhỉ?